Trong bối cảnh 6 tỉnh Bắc Trung Bộ đang trải qua đợt nắng nóng kéo dài nhất lịch sử trong chuỗi số liệu tính từ năm 1971 đến hiện tại, sáng ngày hôm nay, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã phối hợp với Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An tổ chức hội nghị tăng cường công tác phòng chống hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn và phòng chống thiên tai khu vực Bắc Trung Bộ. Từ đầu năm đến nay, tỉnh Nghệ An chịu ảnh hưởng của 7 đợt nắng nóng, tình trạng hạn hán xảy ra trên diện rộng với tổng diện tích cây trồng bị hạn hán, thiếu nước là 11.213 ha. Trong đó diện tích lúa bị hạn nặng là 5.557 ha, có đến 4.000 hộ thiếu nước sinh hoạt. Cái đợt hạn này là một đợt hạn kỷ lục. Chúng tôi thống kê rằng là có từ năm 71 đến nay, gần 50 năm mới có đợt hạn như thế. Và cái thời gian hạn thì gần 70 ngày không có mưa. Vì thế cho nên phải đánh giá rằng đây một đợt hạn rất là nặng. Và chính vì thế cho nên Nghệ An cũng có diện tích bị thiếu nước tương đối lớn. Theo báo cáo của Cục Thủy lợi, toàn khu vực Bắc Trung Bộ có khoảng 8.200 ha đang phải điều chỉnh giãn, dừng và chuyển đổi cơ cấu cây trồng. Diện tích bị hạn hán, thiếu nước trong khu vực là 23.870 ha. Về nước sinh hoạt, hiện có khoảng 46.600 hộ đang gặp khó khăn về nước sinh hoạt. Trong đó, ảnh hưởng nặng nề nhất là Quảng Trị với khoảng 30.000 hộ. Nói tóm lại là chúng ta sẽ phải rà soát lại để bố trí cơ cấu cây trồng và nuôi một cách phù hợp nhất. Đó là nhóm giải pháp kỹ thuật thứ nhất. Cái nhóm giải pháp thứ hai rất quan trọng đó là tổng rà soát lại các thiết chế hạ tầng về thủy lợi, thủy điện để trên cơ sở đó bổ sung những thiết chế nào mang tính chất là quy mô vùng, mang tính chất là những cái công trình trọng điểm. Thế và đặc biệt là sẽ rà soát cái quy trình liên hồ chứa để tận dụng cái tài nguyên một cách tốt nhất để phát huy hai cái trong kể cả hai cái cực, một cực là phục vụ tưới cho sản xuất và một cực là phục vụ tham gia có thể cắt lũ điều tiết cho về mùa mưa lũ. Thì đấy là cái giải pháp về công trình chúng ta phải tính chuyện như vậy. Và cái thứ ba nữa, rõ ràng là trong cái điều phối cái hệ thống thủy lợi cũng như hệ thống sản xuất là chúng ta phải tính toán lại để làm sao vận hành chung nó nhuần nhuyễn, nó phù hợp với cái tái cơ cấu kinh tế nói chung ở trong vùng, trong đó có khu vực nông nghiệp, trước tình hình biến đổi khí hậu, trước tình hình yêu cầu phải đảm bảo an ninh nguồn nước và tiết kiệm nguồn nước như hiện nay. Đầu tháng 7, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Nghệ An đã xác nhận loại hình thiên tai do nắng nóng. Dự báo vào những tháng cuối năm 2020 sẽ có từ 9 đến 11 cơn bão và áp thấp nhiệt đới hoạt động trên Biển Đông, xuất hiện lũ lớn, lũ quét, nên các địa phương cần sớm triển khai các biện pháp ứng phó, giảm nhẹ thiệt hại do thiên tai gây ra.